Chào mừng anh em đến với kênh Thái Anh Nửa Đây A. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký và hoàn thành phần KYC xác minh danh tính trên nền tảng Polyx, một nền tảng giao dịch khá uy tín và có chiều dài lịch sử crypto, theo chiều dài của crypto. Nền tảng này ra mắt từ khi mà những trader đầu tiên của Việt Nam biết đến tiền điện tử, và hiện nay thì sàn vẫn tồn tại và hiện nay thuộc sở hữu của Justin Sun. Và video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đăng ký và KYC xác minh danh tính trên nền tảng Polyx để chúng ta có thể tiện giao dịch khi giao dịch ở trên sàn anh em nhé. Thưa các bạn, để đăng ký và KYC xác minh danh tính trên Polyx thì chúng ta sẽ đăng ký với email. Các bạn điền email ở dòng đầu tiên, password, và xác nhận là password. Lưu ý với anh em đó là mật khẩu chúng ta sẽ gồm 8 ký tự và sẽ gồm chữ viết hoa và từ ký tự đặc biệt anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành đăng ký cho anh em luôn. Tiếp theo phần phía dưới chúng ta sẽ hoàn thành phần captcha này, được chưa? Chúng ta thần captcha, sau đó thì chúng ta tích vào cái ô này bằng ta nút synap nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ nhận được một mail confirm, chúng ta vào trong Gmail để ấn vào nút confirm trên mail nhé. Bên trong Gmail thì chúng ta nút màu xanh hoặc là ấn vào phần link ở phía dưới đây. Bây giờ các bạn có thể đăng nhập với tài khoản mật khẩu các bạn vừa tạo. Ok, sau khi chúng ta đã hoàn thành xong phần đăng nhập thì các bạn sẽ ấn vào phần avatar ở góc phía trên đây này. Chọn profile. Ở đây thì mình đã hoàn thành, ở đây có phần verify level 1 rồi. Đây gọi xác minh cơ bản đúng anh em. Thì đối với phần này thì anh em có thể nạp rút được rồi. Đấy. Chúng ta có thể nạp rút giới hạn là 10.000 đô một ngày. Polonix thì có một điểm đặc biệt là chúng ta chỉ cần đăng ký đơn giản thôi là chúng ta đã có thể nạp rút được rồi. Tuy nhiên, để tăng hạn mức lên và để đảm bảo bảo mật tài khoản và an toàn sau này, tránh gặp những sự phiền toái khi trên Polyx thì chúng ta sẽ nên KYC. Vì KYC thì chúng ta sẽ ấn vào Get Start ở đây, hoặc là chúng ta ấn vào nút Upgrade đấy được nhé. Rồi đến với phần KYC thì các bạn sẽ có những cái nội dung cần điền ở đây. Chúng ta sẽ điền phần quốc gia, phần địa chỉ và các phần thông tin ở phía dưới. Trước tiên là chọn quốc gia, sau đó thì điền first name, last name. Ở phần ngày sinh thì chúng ta sẽ điền theo định dạng ngày gạch tháng gạch năm nhé. Phía dưới là tên đường, đường thì chúng ta sẽ ghi từ cấp xã đến cấp tỉnh. Thành phố chúng ta ghi tên thành phố ra đây. Lưu ý là tất cả những cái phần thông tin chúng ta đề đều là định dạng tiếng Anh không dấu và viết hoa chữ cái đầu. Postcode thì chúng ta sẽ tìm với từ khóa là postcode hoặc là zip code. Đấy, chúng ta có thể tìm ở trên Google. Ta có thể gõ từ khóa là zip code. Ví dụ zip code Nam Định chẳng hạn. Đấy, zip code Nam Định ở đây thì đây là mới là mã chính xác này, ví dụ như vậy. Đấy, thì như ở tỉnh Nam Định của mình zip code là 0700 nha. Bây giờ zip code là đầu 5 số hết. Hoặc là anh em có thể tìm với zip code ở Wikipedia, zip code Việt Nam. Việt Nam Wikipedia, đây một trang bách khoa toàn thư. Trong đây thì thống kê tất cả những cái phần thông tin ở trên toàn thế giới. Đó phần zip code thì ở đây anh em thấy là ở đây những cái mã đầu tiên thì chúng ta là ok rồi nhá. Còn những mã sau chúng ta sẽ điền là 000, được chưa? Nó tất cả đều là số 0 nha anh em nhá, là được. Đấy. Đó. Thì ở đây ví dụ zip code Nam Định là 0700 nữa. Đâu nhỉ? Đó. Đây, chúng ta sẽ điền thông tin này vào. Rồi phía dưới đây chúng ta điền số điện thoại thì các bạn ghi định dạng ví dụ 091XX để chúng ta ghi định dạng bỏ cái số 0 ở phía trước cái đầu số là được nhá. Đó, sau đó thì chúng ta ra submit thì mong em hết sức thông cảm lý do tại sao mà mình không có điền những phần thông tin này cho anh em trong video, vì theo chính sách cộng đồng của YouTube chống đối bắt nạt thì không được điền thông tin cá nhân. Cho nên là không cho anh em xem được cái phần này, kể cả mình có điền trong video mình cũng phải che đi, thì nó nói chung mình giải thích cho anh em cơ bản để anh em biết cách ta điền là được nhá. Rồi xong rồi nó lát thì chúng ta sẽ đến được cái phần identity verification. Ở trong đây thì chúng ta sẽ bắt đầu với quá trình KYC với tài liệu định danh ra lúc start. Ở đây các bạn sẽ chọn quốc tịch, ở đây quốc tịch thì mặc định ở Việt Nam rồi, nó sẽ đi theo cái IP chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai phần, một là KYC với hộ chiếu, hai là KYC với căn cước công dân. Thì nhìn chung anh em sẽ dùng căn cước công dân, mình chọn căn cước công dân. Có hai cách để chúng ta có thể là
upload cái thông tin của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta sẽ upload với webcam, thứ hai là chúng ta sẽ upload với máy điện thoại. Đây, ở đây mình sẽ lựa chọn là upload hình với webcam. Đó, ở đây chúng ta sẽ nút start này. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ cần cấp quyền cho Project có thể sử dụng cái máy ảnh của máy tính hoặc là cũng điện thoại chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ dơ cái hình ảnh mặt trước của chứng minh nhân dân hộ chiếu lên đây nhé. Sau khi chúng ta làm điều này thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút chụp ảnh đây, chúng ta chụp ảnh. Anh em lưu ý nhé. Ở đây mình có một phần lưu ý với anh em ấy là cái máy ảnh ấy nó có một cái chỗ để chúng ta có thể là xoay cam. Đấy, anh em lưu ý không ạ? Có thể đảo chiều cam để cho nó chính xác. Đây như ở đây Probit nhé, được chưa? Ấn vào đây để nó chuyển này, chiều cam nhé. Sau khi chúng ta chụp xong ảnh thứ nhất ấy, chúng ta sẽ có cái ảnh thứ hai. Thì ảnh thứ hai chúng ta sẽ dơ cái ảnh mặt sau của căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân ra cho nó là được nhé. Đấy, nó cũng thao tác, nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì anh em cái này, bước này thì anh em sẽ tự làm giúp mình. Đấy, rồi tiếp theo là cái ảnh sẽ là quét khuôn mặt. Đấy, thực ra nó là quét khuôn mặt, chúng ta sẽ hướng của chúng ta để khuôn mặt ở trong cái khung hình oval, sau đó chúng ta hướng gần khuôn mặt đến cái khung hình oval và nó sẽ động nó quét, hoặc là chúng ta nút chụp ảnh là xong, được chưa anh em? Đấy, cái việc KC với IELTS của này rất là đơn giản thôi, đấy anh em tự làm giúp mình. Ok, vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong video chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cách đăng ký hoàn thành KC xác minh danh tính trên nền tảng Project. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn, chào tiếp theo.